Chiều ngày 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Đà Lạt cho biết trên đoạn suối Cam Ly khu vực Hố Hồng, giáp ranh giữa phường 5 và phường 7 vừa xảy ra vụ điện giật làm 3 người trong một gia đình tử vong. Nguyên nhân ban đầu ghi nhận 3 người này cùng kích điện bắt cá trên suối Cam Ly. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày. Thời điểm đó, ông Huỳnh Văn Tê, 46 tuổi và con trai tên Huỳnh Trần M.T, 18 tuổi, cùng ông Huỳnh Thái Tê, 38 tuổi, em ông P dùng điện kích cá dưới suối. Trong lúc bắt cá, cả 3 người không may bị điện giật tử vong. Gia đình ông P có vườn canh tác rau cạnh con suối. Buổi trưa giờ nghỉ, hai cha con ông P cùng ông T tranh thủ kích điện bắt cá dưới lòng suối Cam Ly thì xảy ra tai nạn.